sáng trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng, nhà reo vang đèn hoa sáng trưng. Chuông gióng lên vì đạo thiên lòng nhân ái thêm, người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa chan ánh vàng. Nguồn ánh sáng vô biên tràn khắp cõi tam thiên, sự sống với nhân duyên không hề than oán. Ngàn ánh mắt long lanh, thề quyết đến Tây phương, cùng những tâm niệm Phật. Đêm hiến linh tràn niềm tin Phật tử chúng con, nguyện cầu xin niệm Phật vãng sanh. Con chắp tay nguyện tinh tấn ngày đêm vững tâm, đời vui tươi sáng như ngọn nến, đêm Di Đà thiết tha êm đềm. Đàn cầm tiếng du dương, nhạc tấu khúc yêu thương, tình trai đến muôn phương, muôn lòng trung hương. Đời đã qua mong manh, chìm nỗi kiếp nhân sinh, hồi tình con quay về. Đêm sáng trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng, nhà reo vang đèn hoa sáng trưng. Chuông gióng lên vì đạo thiên lòng nhân ái thêm, người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa chan ánh vàng. Nguồn ánh sáng vô biên tràn khắp cõi tam thiên, sự sống với nhân duyên không hề than oán. Ngàn ánh mắt long lanh, thề quyết đến Tây phương, cùng những tâm niệm Phật. Đêm hiến linh tràn niềm tin Phật tử chúng con, nguyện cầu xin niệm Phật vãng sanh. Con chắp tay nguyện tinh tấn ngày đêm vững tâm, đời vui tươi sáng như ngọn nến, đêm Di Đà thiết tha êm đềm. Lái con thuyền Bát Nhã đưa nhân loại về miền Tịnh Độ, cầm ngọn đuốc trên tay giúp chúng sinh thoát cõi ta bà. Giữa biển khổ mênh mông, thuyền chánh pháp là phương tế độ. Trong sinh tử nghìn trùng, niệm Di Đà là cách qua sông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, đồng bào Phật tử, kính thưa quý liệt vị, đối với hành giả tu học Phật Pháp nói chung và hành giả thực tập pháp môn Tịnh Độ niệm Phật nói riêng, có lẽ không xa lạ gì về cuộc đời tu tập tinh cần và hành nguyện vị tha rạng ngời của Đức Thế Tôn A-di-đà. Trong tâm tưởng của mỗi người, hình ảnh Đức Phật trang nghiêm tỏa sáng, gương mặt hiền từ đức độ, tay cầm đài sen tiếp dẫn, ánh mắt từ bi nhìn xuống như dõi tìm những đứa con lưu lạc, từ lâu đã trở nên thân thương, diệu kỳ và quen thuộc. Chúng ta biết, từ vô lượng kiếp về trước, Ngài là vị vua trí đức vẹn toàn, với lòng nhiệt thành khát khao tìm cầu chân lý, giải thoát khổ đau kiếp con người.
Ngài đã khước từ ngôi báu, danh vọng và quyền lực cao sang, xuất gia làm vị pháp tạng tỳ kheo, sống đời phạm hạnh, đem chân lý nhiếp phục nhân tâm. Một lần sau khi nghe Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai thuyết giảng, hiển bày về vô lượng thắng cảnh ưu việt trong 10 phương thế giới, Ngài liền phát 48 đại nguyện thiết lập nên cõi nước Tây Phương Cực Lạc với 7 báu trang nghiêm thù thắng. Sau này viên thành Phật quả, Ngài có danh hiệu là A-di-đà và là giáo chủ của miền tịnh thổ Tây Phương. Đêm nay, trong buổi lễ kỷ niệm ngày vía của Ngài, những điều thiêng liêng cao đẹp nhất, những giá trị đạo đức thiêng liêng cao cả nhất được tôn vinh, được đưa vào đời sống cộng đồng. Đây là cơ hội tốt để mọi người cùng hướng về Đức Phật, hướng về hình ảnh siêu thoát của Bậc Xuất Trần Thượng Sĩ và Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới của Đức Phật. Bằng tuệ giác siêu việt, Ngài đã chứng ngộ chân lý tối hậu, giải thoát khổ đau cho chính mình và sẵn sàng trao cho nhân loại tấm bản đồ trở về cội nguồn chân tâm thường trú. Những pháp âm vi diệu tưới mát tâm hồn và những đại nguyện quý báu kia vẫn còn động lại trong trái tim của nhân loại, vẫn còn in mãi trong tâm hồn của người con Phật. Đó là 48 đại nguyện, là thánh đạo, là con đường giải thoát. Bằng phương pháp của tâm từ bi vô lượng và trí tuệ vô cùng, sẵn sàng xóa bỏ mọi hận thù cho thế giới ta bà phủ đầy gấm hoa diễm lệ. Chính những thông điệp dạt dào tình thương tràn đầy nhân bản ấy, như những bản trường ca bất tận xoáy sâu vào tâm khảm con người, đi vào tận cùng ngõ ngách của cuộc đời, làm cho thế cuộc thăng hoa thêm nhựa sống, khiến cho trái tim con người rung động tâm thành và hướng về Ngài, hướng về đấng thiền thề A-di-đà, vị cha lành của bốn loài, đấng toàn tri trong ba cõi. Trong ý nghĩa cao cả ấy, đêm nay ngày 17 tháng 11 năm Canh Dần, tại chùa Hoằng Pháp, ban tổ chức chúng tôi long trọng cử hành đêm hội hoa đăng kỷ niệm ngày vía của Đức Từ Phụ A-di-đà, cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Xin hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt. Hoa đăng vía Phật Di-đà, 10 phương pháp giới nở hoa sang lòng. Mở đầu chương trình là phát biểu khai mạc của ban tổ chức. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức đêm hội hoa đăng có đời lời phát biểu khai mạc. Xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, đêm nay đối trước tôn tượng trang nghiêm thanh thoát của Đức Phật A-di-đà, tất cả chúng ta một lần nữa hãy tỏ lòng tôn kính vô biên về hạnh nguyện từ bi vô ngại của Ngài. Kính thưa toàn thể quý vị, trong kinh Tương Ưng Bộ, kinh Nước Mắt, Đức Phật có dạy: cái này là nhiều hơn, này các tỳ kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than van khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích. Khi các ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, chứ không phải nước trong bốn biển lớn. Thật vậy, tất cả chúng ta từ vô thị kiếp lưu chuyển trong luân hồi chỉ vì bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, đã tạo biết bao tội lỗi. Nỗi thống khổ, chúng ta than khóc cho những gì mình không ưa, xa lìa những gì mình yêu thích. Nước mắt đã bao lần rơi cho bao nỗi khổ niềm đau ấy nhiều hơn nước trong bốn biển. Vậy mà hạnh phúc thay cho hết thảy chúng ta, đã sinh làm người lại được tao ngộ Phật Pháp,
Đặc biệt, nhờ tốc duyên của bao đời tu tập, chúng ta lại được thọ trì danh hiệu Phật A-di-đà. Như tất cả chúng ta đều biết, thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương còn tại thế, Ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo, vì tâm từ thương xót cho mọi loài luân hồi trong ba cõi, Ngài đã phát ra 48 lời nguyện kiến tạo cõi Tây Phương Cực Lạc để nhiếp thọ chúng sinh. Dù vô lượng kiếp đã trôi qua, thế nhưng công hạnh tu tập và những lời nguyện to lớn ấy vẫn sống mãi trong tâm tư của những người con Phật, nhất là những hành giả tu pháp môn tịnh độ. Kính thưa quý vị, đêm nay chùa Hoằng Pháp thể theo thông lệ truyền thống hàng năm long trọng tổ chức lễ hội hoa đăng kỷ niệm vía Phật A Di Đà, để một lần nữa chúng ta những hành giả tu tịnh nghiệp cùng nhau bày tỏ niềm tôn kính vô biên, biết ơn vô hạn đến hạnh nguyện độ sinh vị tha của Ngài. Sau, chúng ta hãy cùng nhau đồng tâm phát nguyện, cố gắng tinh tấn tu tập, hành trì danh hiệu A-di-đà Phật ngày đêm, tịnh hóa thân tâm, gieo mầm tịnh độ giữa cõi nhân gian đầy ô trược này. Đồng thời, cầu nguyện cho nhân loại biết hồi đầu hướng thiện, tạo phước, làm lành, nhằm kiến tạo cõi ta bà thành cõi nhân gian tịnh độ. Giờ này, đối trước tôn tượng trang nghiêm của Phật A-di-đà, dưới sự chứng minh